Chào, chào các bạn. Trong chuyên mục xìa dua kỳ này, mình sẽ hướng dẫn đến các bạn các mẫu câu thường dùng trong văn viết nhé. Các mẫu câu thường dùng thì chúng mình gọi là thường dùng chữ sư. Mẫu câu thứ nhất mình hướng dẫn đến các bạn đó là mẫu câu mỗi tao shěme shěme de shí hòu, có nghĩa là mỗi khi đến dịp gì đó. Ví dụ, mỗi tao yuán dàn de shí hòu, wǒ men quán jiā dòu huì chū you fàng sōng yī xiā. Mỗi khi đến ngày đầu năm mới, cả nhà chúng tôi đều đi chơi, nghỉ ngơi. Hoặc là mẫu câu như thế này: Mỗi tao chun chế tờ sử hâu, wǒ men quán jiā dòu huì chū you fàng sōng yī xiā. Mẫu câu thứ hai các bạn có thể dùng như sau: Zhí dào qù niān de yī ge bān guǎn, mãi đến một buổi chiều hoàng hôn năm ngoái. Lì rú, zhí dào qù niān de yī ge bān guǎn, wǒ cái tǐ huì dào zhēn zhēn de xīn fú. Mãi đến một buổi chiều hoàng hôn năm ngoái, tôi mới hiểu ra được hạnh phúc thực sự. Mẫu câu thứ ba: Qiù tiān de yī ge xiào wú. Lì rú, qiù tiān de yī ge xiào wú, tā gēn wǒ shuō fēn shǒu, rào wǒ dào hū bàn tiān. Một buổi chiều mùa thu, anh ấy nói chia tay với tôi, làm tôi khóc lớn cả nửa ngày trời. Mẫu câu thứ tư: Shěme shěme yǐ qiān. Trước khi việc gì đó, tỷ rủ. Shuì jiào yǐ qiān, māmā chǎng chǎng gěi hǎizì jiǎng shěn huà gù shì. Trước khi đi ngủ, mẹ thường kể cho con nghe chuyện thần thoại. Mẫu câu thứ năm. Mẫu câu này thì các bạn rất thường gặp. Đó là mẫu câu tang sợ mơ sợ mơ tờ sử khô. Mẫu câu này có thể được viết gọn thành tang sợ mơ sử, hoặc là sợ mơ sử. Đây là hình thức rút gọn ngắn nhất của cái mẫu câu này các bạn nhé. Lì rủ tang wǒ gù dàn de shí hòu, tā shì wǒ zuì hǎo de pěi bàn. Khi tôi cô đơn, anh ấy là người bầu bạn tốt nhất cùng tôi. Mẫu câu thứ sáu: Shěme shěme de nà duān shí jiān. Lì rú, wǒ hěn huái niàn dú dà xuě de nà duān shí jiān. Các bạn có thể học thuộc mẫu câu này cũng được. Mình thường hay sử dụng mẫu câu này để chốt cuối bài. Khi các bạn kể ra một cái khoảng thời gian về việc học đại học, các bạn từng nhớ những kỷ niệm gì đó, có những người bạn như thế nào đó, tính cách như thế nào đó, hoặc là lão sư đã giúp các bạn như thế nào, việc học của các bạn ban đầu vất vả ra sao nhưng sau đó đã được cải thiện như thế nào nhờ sự nỗ lực của mình, thì cuối cùng sau đó thì chúng mình sẽ rút ra một cái câu kết luận, đó là của hận hoài niên tủ ta xuệ tờ na toán sự chiên. Khi các bạn học thuộc mẫu câu này thì kể cả các bạn dùng để thi HSKK khẩu ngữ lẫn dùng trong văn viết thì các bạn đều có thể sử dụng mẫu câu này rất tốt. Và trong đó thì chúng mình đặc biệt lưu ý đến cái từ hoài niên này. Nó rất là phù hợp với cái cụm từ na toán sử chiên. Hoài niên ở đây có nghĩa là hoài niệm, thể hiện các bạn thực sự có cảm xúc dạt dào với khoảng thời gian này mà các bạn đã từng trải qua trong quá khứ. Mẫu câu thứ 7 chúng mình có chủng na dị hô, tức là kể từ đó, hoặc dịch cách khác là từ đó trở đi. Thì sau khi các bạn kể ra một cái sự việc gì đó, và cái mẫu câu này được dùng để chuyển ngoặt, tức là trước đây ví dụ như hồi trước thì mình rất là vô tư, hay đi chơi, không quan tâm đến bố mẹ, không phụ giúp bố mẹ nhiều. Nhưng sau đó thì khi chúng mình đã lớn hơn một chút và nhận ra rằng chúng mình nên giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, để san sẻ với bố mẹ một phần nào đó những công việc mà chúng mình trong khả năng của chúng mình có thể làm được, thì như thế chủng na dị khâu là thể hiện cái sự chuyển ngoặt gì đó ở những cái mẫu câu tiếp theo. Chủng na dị khâu, wǒ gēng jiā shēn ài zì jǐ de fù mǔ. Từ đó trở đi, tôi càng thêm yêu sâu sắc ba mẹ của mình. Mẫu câu thứ 8 cũng là mẫu câu cuối cùng trong video ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn. Zì chǔng zhì hòu có nghĩa là kể từ sau khi việc gì đó. Zì chǔng tā gēn wǒ fēn shǒu zhì hòu, tā jiù měi you liān xì guō wǒ. Có nghĩa là từ sau khi tôi và anh ấy chia tay nhau đến giờ, anh ta chưa từng liên lạc lại với tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay và chúc các bạn học tốt. Zài jiān.